Sáng ngày 28 tháng 7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Đức, 48 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 7, Trần Văn Đức uống rượu bia và lái ô tô đen Vinfast về nhà vợ cũ tại đường Kim Đồng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, khi phát hiện xe ô tô Peugeot đỏ đang dừng trước cổng, có em trai của vợ cũ cùng hai người khác trên xe, nên Đức đã chặn đường, tông liên tục vào xe này. Rất may ba người trên xe Peugeot đỏ đã kịp tung cửa chạy nên không bị thương tích. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra và xác định do Trần Văn Đức có mâu thuẫn với gia đình vợ cũ. Ông Đức đã ly hôn với vợ cũ và đã phân chia tài sản. Đồng thời Đức cho rằng con trai không quan tâm mình và một số nguyên nhân khác nên đã gây ra vụ việc. Cơ quan chức năng đã giám định thiệt hại của chiếc Peugeot lên tới 472 triệu đồng.